Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của tôi. Theo cầu của anh em á, thì thời gian qua thì có nhiều anh em gọi cho tôi á, kêu tôi là làm clip, quay clip giới thiệu cho anh em cái cách làm cái hộp bầu cua đi lắc cái anh em, chuyên lắc cái để hay còn gọi là cái bầu cua chống tay thợ đó anh em. Một cua này là bên cơ sở tôi làm nè, đây sản phẩm của nó đây. Để được làm ra cái hộp này á thì nói chung là cũng rất là công phu, không phải là tôi đem cái hộp chợ như thế này mà bán cho anh em đâu. Hộp chợ này em thấy không, đây hộp chợ nè, còn đây hộp tôi làm nè, khác một trời một vực nha anh em, rất là đẹp. Không phải vì mấy trăm ngàn của anh em mà tôi lấy hộp chợ bán cho anh em đâu, nói chung là làm phải có một tí ấy, nghề nghiệp tí. Đây, để làm được cái hộp bầu cua này á thì bên tôi cũng nói chung là anh em phải chuẩn bị cho bên cơ sở của tôi á là như anh em gì đó, chuẩn bị là lựa chọn cho mình cái chất liệu. Đây, như đây là tôi đang làm cái hộp bằng xốp này, là việc tôi giới thiệu bằng hộp bằng xốp luôn. Đây là hộp bằng xốp đó, anh em phải lựa chọn cho mình cái chất liệu xốp á, nó phải cứng và đồng đều để anh em khi cắt ra cho dù nó vuông vuông thành sắc cạnh nữa mà nó không có đồng đều là vẫn có hộp nặng hộp nhẹ nha anh em, vẫn có hộp nặng hộp nhẹ, nên mình phải lựa chọn cái vật liệu xốp nó phải đồng đều và phải cứng nè. Tôi cắt này rất là vuông vuông thành sắc cạnh nha anh em, thấy không, rất là đẹp nè, thấy không. Tiếp theo là anh em phải có một bộ tem. Đây, anh em có nhu cầu muốn về tự làm á thì cứ liên hệ trực tiếp cho tôi theo cái số điện thoại ở trên màn hình á, 0797914443. Tôi sẽ tư vấn kỹ hơn, tôi sẽ cung cấp tem cho anh em về tự làm luôn, tôi không có giấu đó. Chỉ có một điều á là thứ ba thế này nè, là cái vật liệu thứ ba á là tôi đây là cái bí quyết của cái cơ sở của tôi, đây là cái keo này hay là chất kích dính đó, đó anh trai đẹp trai đó đang dán đó, là tôi không thể chia sẻ được, đó là keo pha, nói chung là tôi không thể chia sẻ được, đó không phải là hồ ngoài chợ nha anh em, đó hay dở là nhờ cái lớp keo đó, đó đây cái sản phẩm tôi làm này, đây là cái hộp giấy này, hộp giấy chuyên đi lắc cái, hộp đây là hộp 20 ly nha anh em, làm rất là đều, rất là đẹp. Đây là hộp 25 ly này, anh em mà đi lắc cái á, mà dùng cái hộp chợ lắc á thì nó đa phần là bị thua. Ở đây là tại vì á là những anh em thầy thợ là người ta nghe tiếng được, hộp chợ là người ta nghe tiếng được, là anh em lắc cái sẽ bị thua. Đây tôi lắc thử cho anh em xem này, coi cái độ đồng âm và đồng tiếng của cái hộp này như thế nào này. Này, nó chạy nó, đây. Này. Anh nghe thấy không? Rất là đều. Này, đây bầu, nai và tôm này. Rất đều nha anh em. Đó, bầu nai tôm. Đây là vẫn còn nai, còn tôm như vẫn còn tôm này. Đó, rất là đều, tôi muốn chạy đi nhanh nè. Đó, này. Đó, tôm với bầu nó đi rồi đó, thấy không? Anh em có nhu cầu á, muốn có liên hệ cứ đặt hàng theo tôi theo số điện thoại trên màn hình 0797914443. Và kế trực tiếp với cơ sở của tôi ở chỗ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh. Để xem và trực tiếp luôn, thử trực tiếp luôn này. Bộ này á, này tôi thấy không? Anh em ở xa không có thời gian tới á, thì tôi có thể ship hàng cho anh em để em chơi. Nó rất là đẹp, rất là đều. Này tôi thử cái hộp hộp giấy này, hộp giấy 20 ly này. Thấy không? Rất là đồng âm, không có bị lệch âm là xì tiếng gì đó, là không có sợ anh em thầy thử có thể nghe được.
Hộp này là chuyên đi sát cái, đi lát cái anh em. Đó. Nên mà có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho tôi nha. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn em đã xem video. Em xem video này nếu thấy hay á, thì cho xin cái like ủng hộ kênh. Và nhớ đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất nha anh em. Rồi, xin chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video lần sau.